Đây, 3 giờ, 3 giờ. Tao chém khỏe thật. Mày vừa mới lên đời nó sang chém rồi. Nghèo quá. Maxi. Mẹ đại gia đéo gì cứ suốt ngày tai hỏng với loa hỏng vậy. Em ơi có mấy trăm nghìn giải quyết vấn đề vớ vẩn này đi cái. Hôm nào chắc phải tặng em hướng cái tai nghe cái. Thấy báo hỏng từ đời đéo nào rồi. Thầy nghe đéo thì cầm điện thoại gọi cô thì sao chứ. À, mình thấy voi thấy như hiêu nai rồi à, không được chơi ui một quả phụ ngay trên dốc trong con voi này ui nhà này mình ôi nhà sáng ly kìa, nhà sáng ly kín không kìa, úi dồi ôi. Nhà sáng ly này đúng kiểu đặt cái gờ ăn quả đây, xong rồi bo thêm một hai cái e. Chỗ này BB, xong rồi xây BA ra chỗ hai con voi này. Chắc sáng ly không biết bo như vậy. Không rõ. Không, không, không tư duy bo xa, bắt lại đầu cánh cho đánh chém rồi. Nếu mà anh mà bo chứ khung từ các mỏ vàng đổ vào thì anh sẽ tốn quá nhiều gỗ. Không bo, nói chung là không bo. Nếu xây nhà gần là không bo luôn. Màu năm bên đấy nó không lên đời thôi, nếu không là nó đẩy chết mình đấy. Tại vì mình chỉ ăn được một thằng 6 thôi. Đến lúc mình vào tháng 5 vẫn chưa lên đời thế. Không, không phải tháng 5 không biết đánh đâu, mà là nó nghèo. Nó phải ra tận giữa bản đồ. Nói chung là thấy anh ơi, nói chung là trình không đủ thì gặp bài nghèo là không khắc phục được. Mình vá lại ốp chết màu 9 giờ thôi, ốp 9 giờ để lấy đất phát triển thôi.
Chứ tranh vanh này thì cũng khó phát triển lắm. Xong. Nói chung thì anh mới biết thắp dần, mới còn mò nhà học. Nói chung là phải giải quyết cái vấn đề bo nhà đấy nó cũng hơi phức tạp. Cái đấy nó thuộc phạm vi tay to rồi chứ không phải là chuyện tư duy bo nhà đâu. Vì nếu mà không có tay dắt dân đi dò xa như thế thì cũng không thể có thế nhà để bo được. Thằng đang là thằng năm, thằng năm có vấn đề. Lúc nãy thằng năm cũ quýt rồi, thằng năm mới này vào đơ từ nãy rồi. Thằng năm có vấn đề đấy. Get out, get out, get out, get out. Chẳng đéo gì căng. Chán luôn, mà có thắng được không mà mày cứ vậy. Nói chung là nó cũng chém tốt, vừa rồi thua nào cũng cay. Thua vì bên nó có thằng năm không lên đời. Kiểu đứt lắm thì đang đang trả hành thì mẹ bảo lát bài đang đẹp. Out đi, out đi, out đi, out đi. Năm nó không không ở đây đâu. Out đi, out đi anh Thảo ơi, out đi. Anh out đi thì mọi người đỡ bị lag. Mai thứ bảy à? Mai sáu chứ nhỉ? Thứ sáu, hôm sáu. Tối thứ bảy chém chuyên đề một hôm. Yes. Mẹ cho con thì bắt xe cứt. Từ nãy giờ toàn cho son và bắt xe kể cả hai trận học. Phân rất xấu. Thịt mẹ mòn ai bảy xấu lùa mãi được ba con, bốn con lại để biết lùa kiểu gì, khổ vãi cái đai. Đã dốc rồi lại còn vướng mỏ đá. Thịt mẹ thế là chết.
Làm cho mình thích cờ khó muộn luôn. Nghe cái kiểu bài đã kích đời muộn không lên đời lực lại còn yếu. Cảm giác
gold, please. Có kịp. Ôi Đức Anh ơi, ba ơi. Rồi, lại giết em rồi. Ôi, chết sạch gần luôn. Mẹ, đau thế. Bái nó bắn đi em ơi. Nè em, nè em. Bắn, bắn hộ em thôi. Bá được vào nhà các em. Ơ bá ơi, bá ơi, cánh rừng kia hở ấy nhá. Chưa chim cục ba rồi. Thôi được rồi, bó rồi, báo thế thôi. Ôi ôi. Tái cả nhà hướng, voi viết đây, không thèm ăn. Bên kia đen xì, màu 6 Percy ăn chưa vậy anh em?
Nó khỏe thế nhở? Chém 4, chém bát 3 luôn. 4 tướng đang chảy khối kiếm một lúc mà. Sáu bình thường không khỏe và ăn bị ăn dân rồi. Vào đi anh ơi, bên trong cái chỗ ấy. Bảy đâm khá nhiều y. Khỏe thật đấy. Nó đóng bay luôn này. Tướng hình như không nâng bản đồ hay sao, thấy mình ở trong này vẫn vào phát triển. Nâng giáp không nâng, bên nó rất nhiều đấy. Không phải mình hết dân đúng không? Kìa ba. Đang đi ăn thân vàng. Tao rửa bản đồ. Thì anh thấy không? Em hết sạch chém rồi, em bị em đi chém nó. Mấy mỏ vàng dễ nhìn thấy kia một hướng không quả. Tám đầy đầy hót ra nhà anh bá. Sáu là tám.
Hướng hình như không nhìn map hay sao, thấy nhà bá bị đánh không thấy tí quân. Đây con đi quản vàng em ơi. À, mấy con đạp ở mấy mỏ vàng chạy đi cả. Đấy, thủng rừng từ 12 giờ xuống. Anh nghĩ cái anh dừng từ nhà hướng đi lên thôi, đừng chặt nữa, đi ra ngoài mà chặt thiếu gì đất đâu.
thôi thì hướng đánh sao. Thực ra quân bên đấy cũng không có cửa. Phương đánh xong pháo bên đấy chả gì đâu. Các cây ăn được nhiều vàng hết bằng của mình đơn giản. Sáu Chả xấu đâu, nó chém thời điểm đầu cơ mát thế là ok rồi đấy. Nhà 8 hốc khá đẹp. Do chúng nó dí dốt thôi, chúng nó không biết dí vào dân, chúng nó cứ tập trung đấu với voi. Nó mà như mình thì bán hết sạch luôn. Cầu quý đạo hôm trước con lồn Luna tự nhiên lại lên lại cột già vậy cứt lên xong lại cụt thôi thì nó. Nói chung trước anh em mình không có tiền thì cũng không nên nhìn về cái đấy, nhìn trước vào lại FOMO. anh với Hòa với Tân vào 1K Nếu thì sao ba quyết hết thằng vậy? mỗi thằng Ra đây ơi, ra đây hủy phòng đi. mỗi thằng 300 đô thằng nó rớt về còn cái trăm đô nhưng mà hôm nay lên cái tự nhiên lại được 1K hài đáng chịu lực.
đợt được chia À, giờ chốt thôi, chốt cho vui. chốt rồi, chốt xong giờ lại có tin là thằng kia bị bắt mẹ rồi, chắc ông làm giá cái gì đấy bay lên xong rồi bị bắt. Thế đi. Đừng lẽ méo chịu được. Ha, bây giờ quân ảo rồi đấy. Chơi vơi thế này chắc là kẹp xong à? Hai màu quả phụ nhưng không thấy đàn la nai đâu để lùa về sớm, không có dù nai hoặc voi về thì hiệu quả cũng không lên đời được. Đúng. Sao vậy? Đánh chủ lực à? Ok. Không có con hươu này ở đây giờ mới thấy tối thế này thì tìm thấy đéo được. Mẹ lúc sau cánh rừng ạ. Nào mà có cái dịp gì em hướng với Hà Nội à, trước khi qua gặp em hướng là phải đi mua sẵn cái tai nghe, gặp phát là tặng luôn.
hay. Bá giờ động ken là nói người ta hay. Tiếp tục ba. Đang bận quá chưa có tay.
Ai ô thì đâu cho mày ít một ít một ít một ít. Ok. Dân bá lại sẽ có loạn nhỉ. Quân không? Mày xong ra lên 4. Yes. Cô đẩy quân đi đâu? Để em đẩy này. Không phải đẩy đâu. Phủ đi. Pin thêm quân thủ nhà đi, ở đấy hơi ít đấy, 5 cung ma nhiều lắm đấy. Vàng của ánh sáng sao anh không bom một cái gì vào đấy và cho nó kín vào. Mấy hôm cũng rồi đứng đấy nhớ nó ụp ụp cái gì vào đau đầu. Lắm giờ rộng nhà mình nó bé quá, cùng nhà mình đẹp với cứt. Nhà mình dây ra ngoài đây thì đúng là đéo nào vào luôn. Mẹ thằng sáu chạy xuống giữa nhà mình với nhà bá, cái cả nhà đâu giữa em nhà hướng với nhà bá là mình tìm được dân nó đâu. Tí đúng rồi, nó ai vào đó chưa quên bị loạn, không phải em không ăn được gỗ ấy, mẹ không dám ra ngoài mấy được cung thôi. Để bao rừng vào đi. Được à?
Gold, please. Oh yeah. Dad gum. Dad gum. Gold, gold, please. Gold, please. Gold, please. Gold, please. Gold, please. Gold, 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 gold. Em đi đại guys. Get out. Get out. Get out. Get out. Yes. Yes. Get out. Get out. Get out. Nào bây giờ. Quýt hết rồi. 2 ngày chết con mất 88 con. Tao ấy không quýt à? Quýt rồi. Anh phải quýt game đi sao không gọi cho ai vào nhỉ? Game rồi. Đem lên kia nè. Chạy nhau. Bây giờ mình muốn trận hit team. Trận này có phết thành công. Ai mới được trận rời xì chết cùng. No. Yes. Trận này nó cũng gì đó là gánh chém. Bây giờ em muốn làm chủ lực cứng rồi. Bọn gì nhỉ? Bọn game thủ chuyên nghiệp ấy. Nó không những chơi nhiều mà còn có người kiểu nhà huấn luyện viên ấy. Nó chỉ điểm xong nó bắt sửa từng ly từng tí. Ví dụ ngày hôm nay ông thi đấu mà thấy ông lại gom 3 thằng dân chua trong cái kẽ hở của quả chẳng hạn. Rồi kỹ năng yếu quá như nào đấy, nó ngồi soi từng tí mà có chỉnh. Ép không thể đạt được. Chung làm game thủ không phải là cứ được chơi game đâu, áp lực lắm ấy. Game thủ phương Tây nó gọi mẹ gì? Có
có KPI chơi game, xong rèn luyện thể lực các thứ, cách thức luôn. Ngày phải dành cho bao nhiêu tiếng thể thao, các kiểu. Nên cho nên là lúc được giải ấy, là mấy thằng ông bầu các thứ là lấy hết tiền, bọn nó giải thưởng lên đến hàng chục triệu đô, chúng nó có được cái mẹ đâu. Bậy. Hôm em xem vlog YouTube của thằng game thủ chuyên nghiệp mà thi đấu ấy mà được lắm. Tí nó bốn con bò con hươu thì mẹ đâu là hết cất. Erectus,